Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 sau một năm xây dựng. Bộ chỉ số cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Trong 10 địa phương có số điểm cao nhất, Hà Nội đứng đầu cả nước, ở cả xếp hạng đầu ra và đầu vào đội mới sáng tạo, nhờ dẫn đầu 14 chỉ số trong 52 chỉ số thành phần. Tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ hạng 5, Bắc Ninh hạng 6, Bà Rịa Vũng Tàu hạng 7, Bình Dương hạng 8, Quảng Ninh hạng 9 và Thái Nguyên hạng 10. Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cũng xếp hạng 6 vùng kinh tế xã hội. Các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng có điểm trung bình cao nhất, tiếp đến là các địa phương vùng Đông Nam Bộ. Các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long có điểm số trung bình sát nhau. Hai vùng Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc có điểm số thấp gần như nhau. Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là tài liệu hữu ích, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy phát triển cũng như cung cấp thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, góp phần phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, chỉ đạo đôn đốc cơ quan chức năng của địa phương, khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom Hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch lộ trình được phê duyệt. Trong thời gian chờ xóa bỏ, bố trí nhân lực cảnh giới tại các lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, phối hợp với ngành đường sắt tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân lực cảnh giới, trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cảnh giới theo quy định. Thưa quý vị, Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận, thôn Thuận An, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam mua bảo hiểm chỉ số bảo để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra đối với diện tích rừng trồng trong mùa mưa bão. Vừa qua, Bảo Minh và Harry Ritz, công ty công nghệ bảo hiểm đến từ Úc đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác và ra mắt sản phẩm bảo hiểm chỉ số bảo. Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận trở thành khách hàng đầu tiên mua sản phẩm bảo hiểm này thời hạn bảo hiểm trong vòng 1 năm từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến ngày 14 tháng 1 năm 2025. Hợp tác xã mua bảo hiểm tiến chỉ bảo cho gần 155 hecta rừng trồng đạt tiêu chí quản lý rừng bền vững của gần 40 thành viên hợp tác xã và các hộ liên kết. Hợp đồng bảo hiểm cùng với các giải pháp kỹ thuật đang được triển khai sẽ giúp hợp tác xã yên tâm phát triển diện tích rừng trồng không lo thiệt hại do bão gây ra. Theo đó, hệ thống phân tích của Heuris sẽ xử lý các yêu cầu bồi thường dựa trên sức gió và khoảng cách trong phạm vi 100 km từ tâm bão đến tài sản được bảo hiểm. Số tiền sẽ nhận khi ảnh hưởng bởi gió bão bằng tiền đóng bảo hiểm nhân với chỉ số tổn thất. Được biết nguồn kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm chỉ số bão từ cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thành lập hai tổ triển khai đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng, gồm tổ công tác và tổ tư vấn. Cụ thể tổ công tác triển khai đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng do phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng và ba tổ phó gồm giám đốc các sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổ tư vấn do phó cục trưởng phụ trách cục Công nghiệp, Công nghệ thông tin và Truyền thông làm tổ trưởng và giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm tổ phó thường trực. Tổ công tác có một số nhiệm vụ như tham mưu việc điều phối xây dựng và tổ chức triển khai đề án và triển khai các giải pháp phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, nghiên cứu đề xuất các chủ trương chính sách để phát triển chip bán dẫn và vi mạch, đề xuất chính sách để thu hút đầu tư nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổ tư vấn có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố góp ý kiến tư vấn, phản biện về nội dung đề án và các chủ trương chính sách liên quan để phát triển ngành chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vừa rồi là bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bản tin có sự đồng hành của bàn thạch Riverside Hotel Resort. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tháng ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.